bộ thứ ba em nhá. Bộ thứ ba này thì sử dụng hai cặp loa JBL MX935 và sử dụng một cặp thu kép luôn, bát 50 có chất luôn, chất cho đồng cà phê của dàn máy setup ngắn này. Anh sẽ vì em làm9 và DST 804 nhá, 4 kênh. Đấy, đẩy chỉ đánh về 1 giờ đấy, đánh súp, còn 12 giờ đánh full. Và sử dụng một chiếc vang của hãng MK. MK Acoustic cũng biết hãng mới anh em nhá. MK Acoustic quản lý nguồn mic M9 này. Quá đỉnh luôn. Lặng mất em rồi. Xếp tổng ấy, xếp tổng 6 ấy. Thì đóng tan rồi, tại sao rồi. Nằm ơn em rồi, từ đây em ơi. Nằm ơn em rồi, làm cả một đời. Quá đỉnh luôn. Còn này thì bằng gian này thì cắt cực nhiều luôn. Cắt cực nhiều bằng số này. Cắt cực nhiều luôn. Không đơn giản. Một đời anh vui sao chẳng hơn đường vàng. Thank you.
luôn. Ôi, anh em nào nhu cầu đến nhà sông cầu nhá, đúng dọc sông cầu, cầu cái phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, đáp cầu Thị Cầu, quá hay luôn. Làm mất em rồi từ đây.